Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Điện tử Tuyên Quang, và hôm nay em sẽ test cái mạch là 16 số sang Ken cho anh Đức ở Hà Nội. Thì hôm nay cái mạch này anh ấy đã mua về rồi và anh ấy ráp không có được và gửi lại bên em đã ráp cho anh ấy. Thì theo yêu cầu của anh là có một cái mạch master 3C, mạch Music 4IC. Cái bộ mạch này thì em đã test ở trong video trước rồi nhưng mà chưa có hướng dẫn đầu nối. Thì cái video này thì chúng ta sẽ không sử dụng tới một cái bát là trầm nên là tiếng trống của nó sẽ yếu hơn. Và đối với cái bo này thì em đã tiến hành cắt mát ở trên bo công suất cho anh ý nên là chúng ta sẽ không phải rút một cái dây nào cả. Đây, em cũng xin hướng dẫn anh cách đấu nối luôn. Cái mạch này đấu nối rất là đơn giản. Chúng ta không phải cắt mát. Đây. Thì chỗ này anh chú ý một trong hai bo công suất này sẽ có một cái bo nó có cái dăm mà cắm ở cái chỗ góc này. Đấy. Nếu mà anh sử dụng một bo thì anh cứ để nguyên cái dăm đó, còn nếu mà anh sử dụng cả hai bo như thế này thì về trong quá trình mình lắp đặt mà nó bị ù thì chúng ta sẽ rút cái dăm đó ra, thế là xong. Chứ còn chúng ta không có cắt dây nào cả, anh em nhìn này, dây không hề cắt. Không có một cái dây nào nó thiếu cả. Chỉ có cái dây chỗ này, dây lên cái bo nguồn này. Từ bo nguồn đến bo master. Có cái dây cấp điện 15V đối xứng lên đây thì em đã cắt. Cắt một cái dây mát rồi. Còn hai bo công suất này là ok, đủ dây luôn, dây tín hiệu đủ. Và anh em chú ý là khi mà sử dụng cái bo mà có cái bên bị có cái dao này, nếu mà anh em sử dụng cả hai bo công suất thì mới rút một bên ra, còn không thì để nguyên. Chỉ khi nào anh em chỉ được rút khi mà chúng ta đã cắm hết tất cả đầu tín hiệu rồi, chứ nếu mà chúng ta để đầu tín hiệu chúng ta để hở, chúng ta không hề cắm jack nào vào mà chúng ta rút cái dăm đó ra rất dễ cháy min công suất. Em cần chú ý đâu đấy. Thì anh ấy, cái này em hướng dẫn đấu nối qua này. Đây, anh nhìn trên cái bo này là cái bo jack sen hay cái jack RCA ấy. Người ta cắm cái jack đầu sen vào chỗ này này. Thì cái jack chỗ này chỗ anh nó đang tạm hết. Thì chẳng vài hôm nữa nó mới cái jack thì anh bảo là về không mua cái jack cắm vào đây. Thì em sẽ tính giá cái bo này thôi chứ không có tính cái rắc. Thì anh nhìn trên cái bo này chúng ta sẽ có là đây, lấy led xem này. Đây chúng ta có là trang L và trang R. Thì hai cái dây tín hiệu này anh cứ cắm vào đó và anh cắm vào một đường bên công suất 1. Đấy. Trang L thì chúng ta sẽ cắm sang bên trái. Còn trang R thì chúng ta sẽ cắm sang bên phải. Jack đó là jack 2P sẵn rồi và nó đã có phân cái đầu jack này. Nếu mà chúng ta cắm ngược thì chúng ta sẽ không cắm không vào. Còn cái jack, cái đường master out đây. Master out thì nó sẽ chính vào cái đường master out trên bo công suất à bo master để anh em thấy master có đường master out cắm bằng cái dây cáp 3P chống nhiễu. Nó đi vào cái đường master out ở trên cái bo RCA này. Đấy. Cái bo này thì nó có tích hợp cả cái đường là line out và mix out, rack out. Thì nếu anh muốn sử dụng cái chức năng rack out này thì anh cắm một cái jack 3P vào đây. Sau đó anh buộc vào dây loa là được, mỗi R với L mỗi bên một cái dây loa là được. Trên này nó có chở để nó hạ áp rồi. Nên chúng ta không cần đấu chở vào chỗ cái như cái đường hôm em video hướng dẫn đấu line out nữa. Nếu trong cái quá trình sử dụng mà anh không hiểu thì anh cứ liên hệ lại, mình sẽ hướng dẫn tiếp. Hai cái dây nguồn này, đây. Hai dây nguồn từ dây từ bo nguồn nên bo công suất chúng ta có cáp 4P 3.96 thì nó có phân cực rồi. Anh em cứ về kẹp và cắm vào đúng theo như nó là được. Đấy. Chúng ta cứ cắm vào đúng vị trí. Cắm ngược anh em không thể cắm được đâu nên là không lo phân không lo ngược. Và hai cái bo này thì chúng ta có thể đảo cho nhau. Chúng ta có thể cắm cái bo này sang bên kia và ngược lại. Cái dây này thì cắm bên nào cũng được. Tức là cái dây này thì chúng ta có thể đảo sang làm cái dây bên này không sao hết, nó không có gì đặc biệt, không có gì khác biệt cả. Ở cái trên cái chỗ này thì vẫn cái dây đỏ xanh, anh em nhìn đây, cái dây đỏ xanh đỏ này thì vẫn là cái đường 40V hoặc 50V đối xứng vào. Cái dây vàng nhằng xanh vàng này thì vẫn là từ 12V đến 17V nhưng bình thường sẽ là 15V đối xứng vào. Cái chỗ này sẽ là cái cáp nguồn đây, qua một cái bắc cáp 3P 230 cm nó đi vào đây. Đây, cái chỗ này nó sẽ có đánh dấu cộng trừ này. Thì cái dây cái jack này sẽ là cái jack nguồn cho cái bo master. Còn cái chỗ này, cái jack và dây vàng xanh vàng ở cái gần cuối cùng này, cạnh hai cái dơ le thì nó đường ra loa. Thì anh đấu dây xanh vào mát
của cọc loa, còn đầu hai dây vàng thì anh sẽ đấu vào hai cọc đỏ của loa của cái đằng sau âm ly. Vậy rồi, bây giờ em sẽ tiến hành test nhạc. À quên, đây. Cái chỗ này nhá, anh chú ý này. Cái chỗ này có một cái rắc dây trùng nhiễu này. Nó đi tín hiệu ra cái bo này. Đúng ra ấy là nó phải vào đây, nó phải vào cái phần music A và music B này, nhưng mà cái rắc sen chỗ này cho em đang hết nên là tạm thời cắm vào đây đã, về anh có thể điều chỉnh là cắm nó vào phần music A và music B thì chúng ta đưa cái rắc này ra cái đầu của, đằng sau của âm ly. Đấy, cho danh sát rồi anh nghe bị rõ này. Đấy, music A, music B thì trên bo music cũng có sẽ có hai cái chấu như vậy, chúng ta cứ cắm rắc vào là được. Thì cái rắc sen loại này thì cái rắc giờ xe A này thì cũng khoảng 3-4 hôm nữa sẽ có hàng. Nên là sẽ bán bo đấy hoàn chỉnh cho anh em luôn chứ không phải đợi rắc nữa. Giờ em sẽ tiến hành bật nhạc lên để đẹp. Em sẽ vặn volume lên.